Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay, thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2024, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8 năm 2024. Quyết tâm rút ngắn tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025. Trong một xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự Đắk Lắk chú trọng thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. Thời sự trong nước, sẵn sàng khánh thành đường dây 500 kV mạch 3. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gia hạn hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Liban. Anh cảnh báo đại dịch thuốc lá điện tử là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 29 tháng 8, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8 năm 2024. Trong tháng 8 năm 2024, các cơ quan báo chí địa phương và trung ương tại Đắk Lắk đã tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước, phản ánh kịp thời các vấn đề nhân dân quan tâm, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần tích cực giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nhanh chóng các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, công tác theo dõi, tổng hợp, phối hợp thực hiện phản hồi, cung cấp thông tin báo chí được quan tâm thực hiện. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 9 năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp thi đua phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Hướng đến mục tiêu vào cuối năm 2025 hoàn thành 68 km đầu tiên của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, các đơn vị liên quan đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công công trình. Để Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững, chìa khóa chính là đẩy mạnh liên kết vùng, lấy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông làm động lực. Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu hoàn thành 68 km thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào cuối năm 2025, gồm 20 km đầu tuyến dự án thành phần 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và toàn bộ 48 km dự án thành phần 3 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, hoàn thành trước một năm so với kế hoạch đề ra và 49 km còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Tỉnh Đắk Lắk có hai dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua. Trong đó, dự án thành phần 2 do Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 đã được Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào kế hoạch rút ngắn tiến độ hoàn thành trước một năm, từ năm 2026 sang năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trên phạm vi cả nước vào cuối năm 2025. Đây sẽ là động lực, là mục tiêu để tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nhiệm vụ triển khai dự án trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng vừa ban hành công văn về việc thúc đẩy hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh đoàn tùy theo chức năng, nhiệm vụ đưa vào giảng dạy 5 nội dung kỹ năng số cơ bản, đó là sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng và sử dụng nền tảng số khác tùy đặc thù của địa phương vào tiết học ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, triển khai các mô hình chuyển đổi số tại các thôn, buôn, tổ dân phố, cụm dân cư, phổ biến, chia sẻ các mô hình, cách làm hay, điển hình, sáng tạo trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên thanh niên tiên phong sử dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ số.
Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp công nghệ số, các cơ quan, tổ chức xã hội quan tâm, tích cực cử cán bộ đầu mối thành thạo kỹ năng số, tham gia hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, các doanh nghiệp công nghệ số, bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, có chính sách ưu đãi giá sản phẩm, dịch vụ số cho thành viên tổ công nghệ số, cộng đồng để hỗ trợ, tạo thuận lợi trong hoạt động. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, cuối tháng 10 năm 2024, hãng sẽ mở lại đường bay khứ hồi Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng. Theo đó, Vietnam Airlines khai thác trở lại chặng bay khứ hồi Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2024. Cụ thể, hành trình Đà Nẵng-Buôn Ma Thuột dự kiến khởi hành bay vào khung giờ 20 giờ 40 phút. Hành trình Buôn Ma Thuột Đà Nẵng dự kiến khởi hành bay vào khung giờ 22 giờ 25 phút. Hiện vé chặng bay đã được mở bán trên các website và hệ thống đại lý vé máy bay trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, chặng bay này Vietnam Airlines đã tạm dừng khai thác do thiếu máy bay, bảo dưỡng động cơ. Việc khai thác lại đường bay khứ hồi Buôn Ma Thuột Đà Nẵng giúp cho việc đi lại, học tập của người dân thuận lợi hơn, góp phần tăng cường kết nối giao thương, kích cầu du lịch giữa tỉnh Đắk Lắk với thành phố Đà Nẵng và ngược lại. Thưa quý vị và các bạn, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị khai giảng năm học mới 2024-2025. Tại các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được khẩn trương triển khai, hoàn tất. Thời gian qua, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục diện mạo các trường học trên địa bàn xã Chư Bui, huyện Krông Bông ngày càng khang trang, sạch đẹp. Năm học này, trường tiểu học Chư Bui 1 có hơn 700 học sinh, 16 lớp với 13 phòng học. Trường vừa được Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư xây mới 8 phòng học, phòng thư viện và một công trình nhà vệ sinh. Đưa về cho trường là gần 8 tỷ thì xây được 8 phòng 2 tầng, một nhà vệ sinh, một thư viện với lại một bờ rào phía sau trường. Thì nhà trường cũng như học sinh và tất cả phụ huynh cũng rất là mừng. Vì năm học này thì có thêm cơ sở vật chất để học sinh học, cũng như có thư viện mới để đọc sách. Tại xã Emot Ró, huyện Chư Mừng Nga, trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng, năm học này có 14 lớp học với 282 học sinh, trong đó có 80% học sinh dân tộc thiểu số. Để chuẩn bị cho năm học mới, trường được Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư xây dựng mới, dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học và khu hiệu bộ. Hiện tại thì nhà trường cũng đang được cơ quan cấp trên đầu tư xây dựng 8 phòng học thì cũng đang thực hiện làm, và các cái phòng học cũ thì trường cũng đã tiến hành cho các lớp lao động dọn vệ sinh và sắp xếp bàn ghế cho cẩn thận để chuẩn bị đón các em từ trường. Năm học 2024-2025, huyện Esup có gần 18.000 học sinh các cấp học. Để đón học sinh trở lại trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường thống kê tổng số học sinh, số lượng lớp học, nhu cầu sửa chữa, nâng cấp các công trình của đơn vị mình để phối hợp cùng chính quyền các cấp thực hiện. Ủy ban Nhân dân huyện Esup cũng đã bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 cho các trường để triển khai mua sắm thiết bị dạy học. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu dạy và học cũng được quan tâm. Để chuẩn bị cho năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Esup, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức đoàn đi kiểm tra khảo sát và đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để sửa chữa các cái công trình đã xuống cấp. Và đến hiện tại bây giờ là đã cơ bản đã đảm bảo cho việc dạy và học cho các trường về cơ sở vật chất. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới của các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành. Các trường học, giáo viên và học sinh đang chuẩn bị tâm thế tốt nhất, sẵn sàng bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí số 3 về thủy lợi là một trong các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ tầm quan trọng của tiêu chí thủy lợi trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế. Trước đây, do công trình thủy lợi cũ xuống cấp, không đảm bảo nguồn nước,
nên gia đình chị Nông Thị Thiên ở thôn 11 xã Chư Prong, huyện EK chỉ có thể trồng những loại hoa màu năng suất rất bấp bênh. Từ khi công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, gia đình chị Thiên cũng như nhiều hộ dân trong thôn đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, đặc biệt trồng thêm các loại cây công nghiệp lâu năm để phát triển sản xuất. Tôi có 1 hecta cà phê, rồi có 6-7 sào lúa nước nữa, nhờ đập nhà nước làm cho, cũng đảm bảo đủ nước luôn để tưới tiêu cà phê. Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 680.000 hecta cây trồng, trong đó cây hàng năm trên 323.400 hecta, cây lâu năm hơn 358.000 hecta. Nhằm bảo đảm nước tưới cho sản xuất nông nghiệp những năm qua, bằng những nguồn vốn khác nhau, tỉnh rất quan tâm đầu tư hạ tầng thủy lợi. Đến nay, toàn tỉnh có 856 công trình thủy lợi, gồm 619 hồ chứa nước, 161 đập dâng và 76 trạm bơm. Bên cạnh đó, tỉnh có 2 tuyến đê bao. Tỷ lệ tưới chủ động cho cây trồng đạt 83,88%. Cùng với đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi, các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, tham gia quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là nâng cao nhận thức sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì địa phương cũng được đầu tư rất là nhiều. Thứ nhất là hệ thống kênh mương nội đồng. Đối với cái hồ Hệ Bông thì có 8 cái công trình hồ đập, trong đó có 2 hồ là thuộc sở thủy lợi quản lý thì được đầu tư kênh mương từ cấp 1 cho đến cấp 3, từ mương N1, N2, N3. Rồi các hồ đập còn lại thì 2 cái thì do huyện quản lý và còn 5 hồ thì do tổ hợp tác nước xã Hệ Bông quản lý. Cơ bản thì cũng đáp ứng được hơn 90% diện tích tưới đất nông nghiệp trên địa phương. Huyện EK hiện nay là có 54 hồ đập, trong đó có 2 đập dâng. Về hiện trạng thì theo cái rà soát đầu năm 2024 thì hiện nay có 9 cái công trình nó đang xuống cấp và cũng đang khai toán cái đầu tư để mà nâng cấp sửa chữa là khoảng 4 tỷ đồng. Hệ thống thủy lợi được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng là cơ sở quan trọng để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và đóng góp công sức của nhân dân, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã có 141 trên tổng số 151 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 93,4%, tăng 13 xã so với năm 2020.